Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết, hiện tỉnh vẫn đang quyết liệt chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm vụ tiêu cực điểm thi trung học phổ thông năm 2018 xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, theo ông, ngoài việc tiếp tục xử lý vụ việc, đối với các học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đủ điểm thì cần ổn định tư tưởng các cháu và không nên bình luận nhiều vì như thế, các cháu vào đại học cũng sẽ không có tâm lý tốt. Quan trọng nhất là để các cháu khi vào học đại học không bị áp lực chạy điểm mới vào được đây. Cá nhân tôi mong muốn những cháu học thật, báo chí cũng phải phản ánh thực chất việc học đó chứ không phải chạy điểm, ông Vinh nói. Người đứng đầu tỉnh ủy Hà Giang cho rằng, đối với những học sinh có tên trong danh sách bị sửa điểm là một chuyện nhưng cần làm rõ họ có thực sự vi phạm không. Chúng tôi đang làm quyết liệt và hiện tại các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ ai đó nhắn tin, gọi điện nhờ và xin điểm thì phải xử lý theo quy định. Còn con lãnh đạo sức học ở trường như thế nào cũng nên phản ánh chứ không phải cứ con lãnh đạo là rốt, phải chạy điểm, ông Vinh nói thêm. Trước đó, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, bà Triệu Thị Chính, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người nhà của bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh là hoàn toàn không chính xác. Theo đó, bà Triệu Thị Chính chỉ là người trùng họ với bí thư tỉnh ủy chứ không phải anh em, họ hàng. Lãnh đạo ban tuyên giáo Hà Giang nhấn mạnh, đối với vụ việc tiêu cực điểm thi, lãnh đạo tỉnh luôn thống nhất quan điểm chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm, không bao che. Tôi không biết gì về việc con gái mình được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua. Nó nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào chồng thì sao? Đó là phát ngôn của ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang với báo điện tử Dân Trí hôm 19 tháng 7. Nghi vấn về việc con cái quan chức tỉnh Hà Giang nằm trong số những thí sinh được quấy nhân nâng điểm này đã được các báo lễ phải chính thức xác nhận. Báo Dân Trí còn dẫn lời ông Vinh nói rằng, con tôi năm nay thi tốt nghiệp như thế này thì không phải lỗi của cháu, cũng không phải lỗi của tôi. Nếu báo chí định hướng không tốt thì bao giờ lãnh đạo cũng xấu. Chức năng báo chí cần phải tìm hiểu xem con nhà tôi nói riêng và con lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế không mới là quan trọng. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật rằng bí thư Vinh không biết và không chỉ đạo vụ nâng điểm cho con gái. Ông còn nói thêm, từ trước đến giờ tôi không đi xin xỏ cái gì cả. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xử lý các tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong vụ này một cách thẳng thắn, quyết liệt, tờ báo viết. Tờ báo này chỉ còn phát hành bản báo giấy cho biết thêm, một trong ba thí sinh có mức điểm trong top cao nhất tỉnh Hà Giang, đứng thứ ba cả nước với 28.6 điểm, sau khi chấm thẩm định thì giảm 9.10 điểm. Thí sinh này được biết là cháu ruột của vợ ông Vũ Trọng Lương, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, người đang bị quy trách nhiệm về vụ sửa điểm thi cho 114 thí sinh ở tỉnh này. Ngoài ra, Tuổi Trẻ cho biết trong danh sách thí sinh được nâng điểm có con của một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo một huyện ở Hà Giang, các thí sinh có bố mẹ làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Hà Giang. Hồi năm 2016, ông Triệu Tài Vinh là nhân vật từng gây xôn xao với vụ cả nhà làm quan sau khi mạng xã hội lan truyền tấm hình ghi 8 người thân của ông đang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan ở tỉnh này. Trong số đó có vợ ông, bà Phạm Thị Hà, đang là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Thời điểm đó, bí thư Vinh nói việc bổ nhiệm những người này đúng quy trình nhưng phủ nhận hai người trong số đó không hề có quan hệ ruột thịt. Điều lạ lùng là sau vụ ồn ào này, người ta thấy ông Vinh vẫn tại vị trong lúc những sự vụ tương tự tại các địa phương đều bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc làm rõ và xử lý kỷ luật. Facebook Nguyễn Tiến Tường bình luận trên trang cá nhân, không phải ngẫu nhiên mà dân Hà Giang hậm hực Triệu ra mà vẫn im như thóc. Bởi với một hệ thống họ Triệu này, dân không sợ mới lạ. Có phải vì vậy mà Triệu đại nhân thích làm gì làm, thích nói gì nói? Quan chức thích làm gì thì làm là chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng quan chức thích nói gì thì nói là dấu hiệu của việc độc tài bất chấp, khinh nhờn bá tánh, coi trời bằng vùng. Đối với một lãnh đạo đầu ngành mà có con trong danh sách nâng điểm, đã xứng đáng được kỷ luật chưa? Trung ương nên ngó xuống và cho một tiếng nói công bình. Sao cứ để Triệu đại nhân múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ, trà đạp lòng dân như vậy? Thật ngang đua chúa, ông Tường viết thêm. Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 17 tháng 7, nhiều ý kiến đưa ra câu hỏi chất vấn ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Hà Giang rằng đã xác định được động cơ, mục đích của việc sửa điểm là vì vụ lợi kinh tế hay nguyên nhân nào khác. Ông Trần Đức Úy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho hay, là trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Hà Giang, tôi xin nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sự việc này. Tôi cho rằng động cơ của sự việc này là không trong sáng. Trước những câu hỏi liên quan đến điểm số con cháu các lãnh đạo thi trung học phổ thông quốc gia, ông Quý cho hay. Trong một kỳ thi có nhiều đối tượng thi, con em của lãnh đạo thi,
người thân của lãnh đạo thì, nhưng tôi nghĩ không có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Tôi nghĩ rằng không có chuyện đó. Nếu sai ở đâu, sai ở mức độ nào và vào ai thì chúng tôi sẽ trả lời sau vì cơ quan điều tra vẫn đang thẩm định, làm việc. Vào ai, vi phạm vào điều nào, khoản nào thì chúng ta sẽ xử lý. Nếu đúng tội phải khởi tố thì khởi tố, hoặc không cảnh cáo hay đuổi việc cũng làm. Chia sẻ thêm về sự việc điểm thi bất thường, theo ông Quý, có những điều không lường trước được. Đây cũng là bài học xương máu để giáo dục Hà Giang có những giải pháp để khắc phục. Về cán bộ vi phạm và trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban chỉ đạo, thứ hai là Hội đồng thi của Hà Giang. Trách nhiệm đến đâu sẽ xử lý đến đó, chúng tôi không thoái thác trách nhiệm. Về nghi vấn bố mẹ mua điểm cho con, thì chúng ta phải chờ thời gian để cơ quan pháp luật vào cuộc. Nếu đúng như vậy thì sẽ theo quy định của pháp luật để xử lý. Tối ngày 17 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, xét báo cáo số 2956BGDQLCL của Bộ Giáo dục Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội ở Hà Giang phải được xử lý nghiêm minh, những người lãnh đạo trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm, phụ huynh dùng tiền bạc, quyền lực để mua điểm cho con cũng phải xử lý trước pháp luật. Trao đổi với Vietnamnet ngay sau buổi họp báo công bố kết quả rà soát, ông Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định, vi phạm này liên quan đến hơn 100 thí sinh chứ không chỉ vài thí sinh thì chắc chắn vụ việc phải có chuẩn bị trước, mới có thể quy tụ tập hợp lên danh sách được một số đông thí sinh như vậy. Theo ông, cần xác định được trách nhiệm của lãnh đạo sở GDDT Hà Giang, và đặc biệt xác định được các phụ huynh, thí sinh liên quan đến đường dây này. Còn rất nhiều câu hỏi đặt ra như Vũ Trọng Lương có từng gian lận thi cử những năm trước đây hay không, và liệu còn có những Vũ Trọng Lương ở các sở giáo dục đào tạo khác hay không. Về phía học sinh, tôi cho rằng, phụ huynh chịu trách nhiệm chính khi dùng tiền bạc hay quyền lực để mua điểm cho con em mình theo cách đó, và cũng phải xử lý trước pháp luật, ông Nghĩa bày tỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức của chúng tôi, nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được nhiều tin tức hơn. Anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước, đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó hướng về. Tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dùng trí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Nay anh ngủ yên đành quê hương vẫn tôi, giấc mơ Việt Dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy hoàn đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đã ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng, hơi đôi nặng đỡ từng bước.
nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dũng chí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Nay anh ngủ yên đành quê hương vẫn tôi, giấc mơ Việt dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy hoàn đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đã ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng. Ơi đôi nàng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Ơi đôi nàng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Ơi đôi nặng đỡ từng bước chân